Năm 2013, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa chính thức triển khai chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Việc giữ đồng thời cả hai chức danh đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đảm nhiệm chức vụ triển khai tốt các nghị quyết của đảng ủy vào thực tiễn, đặc biệt là công tác chỉnh đốn lề lối làm việc của đội ngũ công chức, viên chức và thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp. Sự chỉ đạo thống nhất đã giúp phường Đông Cương hoàn thành một loạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trước kia rất khó để đạt được, như chuyển đổi 146 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình nuôi trồng đa cây, đa con chuyên canh, đem lại thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng một năm cho các hộ dân, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên gần 40 triệu đồng một người một năm, từng bước hoàn thiện hệ thống đường giao thông và các công trình văn hóa tại địa phương. Công tác nhất thể hóa chức danh, cái hiệu quả lớn nhất có thể thấy rõ nhất đó là bản thân người đứng đầu thì nó thể hiện được cái tính chủ động trong cái thực thi nhiệm vụ ấy, thì mình đồng thời là cũng là người mà đề ra chủ trương đường lối, mình đồng thời cũng là người chỉ đạo điều hành, thì bao giờ cái tính hiệu quả trong cái công việc nó cũng cao hơn. Ngoài nhất thể hóa, thành phố Thanh Hóa tiếp tục thực hiện một bước nữa là bố trí cán bộ chủ chốt ở xã, phường không phải là người địa phương ở một số đơn vị. Tại xã Quảng Thịnh, bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phó bí thư thường trực đảng ủy xã đều không phải là người Quảng Thịnh. Việc bố trí cán bộ không phải người địa phương đã góp phần khắc phục được tình trạng nề nang, thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Từ đó, xã Quảng Thịnh đã cụ thể hóa được nghị quyết đảng ủy xã vào cuộc sống, chỉ đạo thành công việc đưa Quảng Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, vượt 4 năm so với kế hoạch, hoàn thành nhanh chóng việc giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án lớn của tỉnh. Ở đơn vị xã Quảng Thịnh, trước đây thì là cán bộ là chủ chốt là chủ yếu ở địa phương. Sau đó thì được trên như thế là bổ sung xuống một số các cán bộ nó gọi là có cái chất lượng này. Thì về làm cán bộ thì vừa là cái bí thư chủ tịch. Nói chung là các anh là phải nói là rất năng động, làm rất tốt, thay đổi diện mạo của xã Quảng Thịnh. Công tác đối với dân thì rất là nhanh nhạy, tốt, được bà con rất yêu mến. Đấy, và các đoàn thể nhân dân trong quần chúng thì phải nói là rất ủng hộ. Bên cạnh những mặt thuận lợi, không ít ý kiến lo ngại việc nhất thể hóa chức danh bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến độc đoán, chuyên quyền. Do vậy, Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra, giám sát từ mọi cấp đối với chính cán bộ thực thi nhiệm vụ. Hàng năm là Ban Thường vụ thường tổ chức 6 tháng một lần các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ do các đồng chí phó bí thư thường trực Thành ủy hoặc là bí thư một và các đồng chí phó bí thư tổ chức các đoàn để trực tiếp nghe, cho ý kiến chỉ đạo và kiểm tra thực tế tại từng 37 đơn vị. Các ban tổ chức cũng thường xuyên tập trung để kiểm tra lại việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện công tác tổ chức cán bộ như thế này. Ban Thường vụ Thành ủy phân công mỗi đồng chí thường vụ thì một theo dõi từng đơn vị và phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy về tất cả mọi hoạt động của các đơn vị cơ sở. Thực tế cho thấy, sau 10 năm triển khai chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thành phố Thanh Hóa đã khắc phục triệt để được tình trạng thực hiện nghị quyết không hiệu quả do mất đoàn kết nội bộ. Đồng thời, áp lực gánh một lúc hai vai cũng đã trở thành môi trường để rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm và đủ tầm để nắm giữ các vị trí chủ chốt trong đảng bộ và chính quyền thành phố.